sáng 25 tháng 11 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, cơ quan y tế khuyến khích người dân tự phát hiện ca mắc COVID-19, ca bệnh nhẹ được cấp phát thuốc điều trị tại nhà, thuốc kháng virus cho các bệnh nhân COVID-19 đang tiếp tục được nhập về. Theo ông Nguyễn Trường Sơn, làn sóng dịch COVID-19 thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4, sau đó bùng phát và lan rộng. Đến 30 tháng 9, đợt dịch này cơ bản kiểm soát. Đây là dịch bệnh mới, luôn thay đổi về cơ chế bệnh sinh. Suốt quá trình điều trị các ca bệnh COVID-19, Việt Nam đã thử nghiệm lâm sàng các thuốc điều trị COVID-19 như thuốc kháng virus điều trị HIV, thuốc trị sốt rét, trị dung sáng. Qua đó, giới y học cũng đã cố gắng xây dựng các nhóm, tổ hỗ trợ chuyên môn, tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá, nước ta đã thử nghiệm lâm sàng thành công thuốc Monopiravir. Đến nay, Bộ Y tế đã cấp 250.000 liều cho các địa phương. Kết quả sơ bộ hết sức khả quan, tỷ lệ bệnh nhân âm tính sau 5 ngày sử dụng Monopiravir đạt từ 72-93%. Thuốc này giúp giảm tỷ lệ tử vong 50% so với nhóm không sử dụng Monopiravir. Để hiệu quả, thuốc nên sử dụng ngay khi bắt đầu nhiễm. Lãnh đạo Bộ Y tế cho hay, ngày 25 tháng 11, 1 triệu liều thuốc kháng virus điều trị COVID-19 từ Nhật Bản sẽ về Việt Nam. Lô thuốc này sẽ được phân bổ cho các địa phương, cấp cho điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ, đảm bảo không bị gián đoạn điều trị. Đáng lưu ý, về chiến lược phòng chống dịch và điều trị, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, tới đây, tỷ lệ ca nhiễm mới trên 100.000 dân không còn là chỉ số quan trọng về đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương, sẽ chú trọng đánh giá tình trạng các ca nặng phải nhập viện, nặng và tử vong. Đồng thời, Bộ Y tế khuyến khích người dân tự xét nghiệm, khuyến khích người dân tự phát hiện, các ca nhẹ sẽ điều trị tại nhà. Các ca chuyển nặng hơn mới chuyển đến cơ sở y tế và điều trị tại địa phương. Một trong những thay đổi quan trọng trong thời gian tới là tăng cường sử dụng thuốc kháng virus tại cơ sở y tế, cấp thuốc tại nhà hạn chế trở nặng, đồng thời có chiến lược mới về cách ly, xét nghiệm phù hợp. Chiến lược điều trị tại nhà được tập trung triển khai trong thời gian tới trên cơ sở nước ta đã đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine cần thiết. Dự kiến, đến ngày 30 tháng 11, nước ta đạt tỷ lệ 70% dân số từ 18 tuổi được tiêm đủ liều vaccine COVID-19.